5 trung tâm hồi sức tích cực ICU tại tỉnh Long An, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp với hàng ngàn giường bệnh chính thức đi vào hoạt động, khẩn trương tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Trung tâm hồi sức tích cực tỉnh Vĩnh Long bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 8. Trung tâm này trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương và đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được thành lập từ sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Trong giai đoạn 1, trung tâm ICU này hoạt động với 60 giường cùng nhiều máy móc đảm bảo được việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Đây được xem là tuyến cuối quan trọng trong công tác chăm sóc, điều trị và góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm thiểu bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong giai đoạn 2, trung tâm ICU này hoạt động với 60 giường cùng nhiều máy móc đảm bảo được việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực này. Ông Trần Minh Điển cho biết, trung tâm hoạt động với mục đích điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch cho người dân tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra có thể tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nặng của tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Nhi Trung ương và các đơn vị khác cung cấp đủ các trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc để đảm bảo hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 của trung tâm, đồng thời điều động 21 y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm và kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến phục vụ công tác điều trị và thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ y tế tại tỉnh Vĩnh Long về hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo được nhân lực hoạt động tại trung tâm. Với những cái trang thiết bị y tế mà Bộ Y tế đã hỗ trợ, bao gồm một số các cái trang thiết bị rất là thiết yếu trong cái điều trị bệnh nhân. Để cho đến thời điểm này với những cái cơ số mà chúng tôi đã nhận được thì đang vừa đủ để đáp ứng với những cái bệnh nhân nặng. Thế và trong tương lai thì khi mà cái số lượng giường bệnh cải tạo nâng cấp mà tăng lên thì những cái trang thiết bị đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cần được có sự bổ sung thêm để đảm bảo được cái nhu cầu điều trị những cái số lượng bệnh nhân nặng tăng lên. Thì Bộ Y tế sau khi có các anh em của Bệnh viện Nhi Trung ương vô đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác điều trị, tổ chức như trong công tác chăm sóc, đặc biệt là vấn đề giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Từ trước đây chúng tôi tử vong thì tìm nguyên nhân rất khó, nhưng bây giờ các anh đã hỗ trợ thì tỷ lệ tử vong nó giảm xuống. Nối tiếp tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, nơi chỉ sử dụng để cách ly y tế, tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, thì nay cũng thay đổi công năng, chuyển thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc đưa vào sử dụng 5 trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố có ý nghĩa rất quan trọng với người dân, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, mạng lưới 5 ICU này với kỹ thuật, chuyên môn và máy móc tốt nhất, các y bác sĩ tuyến đầu sẽ ngày đêm hối hả cứu chữa, giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng, góp phần làm giảm các ca F0. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, với đội ngũ y bác sĩ tài giỏi, tận tâm, tận lực, các trung tâm này sẽ là nơi điều trị, cứu chữa kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả các ca bệnh nặng, nguy kịch, giảm nguy cơ tử vong.